Nhân kỷ niệm 57 năm ngày chiến thắng cứ điểm Cờ Hà, ngày 30 tháng 10 năm 1965, 30 tháng 10 năm 2022. Sáng nay, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang phối hợp với Ban liên lạc truyền thống tiểu đoàn 1 R20 mặt trận Quảng Đà tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố cho địa điểm chiến thắng Gò Hà. Năm 1965, quân đội Mỹ xây dựng Gò Hà trở thành cứ điểm phòng ngự có công sự vững chắc, trận địa hỏa lực bê tông cốt thép, trang bị vũ khí, xe bọc thép tối tân, nhằm mục đích tạo dựng cứ điểm kiên cố để càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng. Tối ngày 30 tháng 10 năm 1965, tiểu đoàn bộ binh 1 R20, tỉnh đội Quảng Đà đã được lệnh tổng tấn công tiêu diệt cứ điểm Gò Hà. Đến 4 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, ta đã loại khỏi phòng chiến đấu hơn 200 tên Mỹ, bắn cháy 3 xe bọc thép, thu nhiều chiến lợi phẩm. Đây là trận đầu tiên trên chiến trường miền Nam, một tiểu đoàn bộ đội địa phương tấn công tiêu diệt một đại đội Mỹ tăng cường trong công sự vững chắc. Trong cái trận này là có một cái liệt sĩ là quân già, cán bộ trung đội là đảm nhiệm cái mũi thọc sau cho đại đội 1. Mà tôi là cái khẩu đại liên bố trí sau đồng chí đó là 10 mét. Trong quá trình nổ súng thì chúng tôi bắn thẳng vào lô cốt. Khi tiểu đoàn quân dạng thọc sau thì chúng tôi nâng cao nòng lên để bắn chế áp qua đầu bộ binh, thực hiện cái mũi thọc sau nở hoa trong lòng địch. Khu di tích chiến thắng Gò Hà vừa được thành phố đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây dựng với quy mô khang trang trên diện tích 12.000 m², nơi đây vừa dân chứng sống có giá trị lưu giữ giai đoạn lịch sử hào hùng của quân và dân ở vành đai diệt Mỹ Hòa Vang và là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Trong thời gian đánh thì Hòa Vang, xã Hòa Khương là tổ chức phát huy cái giá trị của di tích và trở thành nơi đây trở thành điểm đến, điểm tham quan, tìm hiểu về lịch sử cũng như là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Địa điểm chiến thắng Gò Hà được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố là niềm tự hào và vinh dự của tiểu đoàn 1 nói chung, cán bộ và nhân dân huyện Hòa Vang cùng xã Hòa Khương nói riêng, qua đó thể hiện lòng thành kính, tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ tiểu đoàn 1 R20, góp phần làm rạng danh lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương Hòa Vang anh hùng.